Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món lươn kho xả nghệ. Mình xin chia sẻ với các bạn. Nguyên liệu gồm có lươn 500g mình đã làm sạch, nghệ, xả, hành tím, tỏi, ớt mình đã băm nhỏ. Mình đi ướp lươn, bột ngọt, muối, đường, nước mắm, hành tím và tỏi băm, sả, nghệ, ớt. Phần còn chừa lại tí mình phi cho thơm nha các bạn. Mình ướp để khoảng 30 phút, nếu có thời gian thì các bạn để khoảng 1 tiếng thì cái miếng lươn của mình nó thấm gia vị hơn. Khi chúng ta kho thì nó sẽ đậm đà hơn nha các bạn. Sau khi ướp lươn được khoảng 30 phút, mình đi kho. Bác chảo lên bếp để chảo nóng. Mình đổ khoảng 4 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu nóng, mình cho cái phần sả, ớt, hành tím, tỏi, nghệ đã băm nhỏ, mình xào cho thơm lên. Mình đổ cái phần lươn đã ướp vào, mình xào. Lúc đầu thì mình đun lửa lớn. Khi thấy sôi rồi thì mình máy nhỏ lửa, mình đun liu riu, mình xào khoảng 20 đến 25 phút.
đậy nắp lại và đun nhỏ lửa.
Món lươn kho xả nghệ mình đã hoàn thành. Món này ăn nóng với cơm rất ngon. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.